là ước ao của cô hiện tại bây giờ. Ê, chào nó. Xe nó là tại là do con ngốc nó đang tú cái trong dưới đất luôn. Dạ. Yeah. Chứ cô này quá kỹ luôn rồi đó. Cái khác là gắn chịu, tại tự con ngốc chúng ta tại cô. Nè, trà nè, thấy không? Trà mạnh lên, thấy không? Trà mạnh để nè, thấy không? Cái trà mạnh mình nước nước trong mình thấy chưa? Hoài. Wow. Trời. Tại cái trà này nó nhiều, nó chạy trước. Đó mọi người, cô rửa ốc là phải khi mà để ốc vào là nước nó trong như vậy luôn mới được nha cả nhà mình. Nè, đẹp luôn. Con gà nữa coi đâu có nhớt đâu. Dạ. Hồi nãy nhớt quá trời. Dạ đúng rồi. Đó. Mọi người ơi, hôm nay là cô mớm xuất chiều ra món mới nha. Đó là ốc hương. Dạ, các con lại thấy cô mớm làm chuyện ngay tại nhà cô mớm nè. Dạ. Cô chú là tất bật luôn. Không có rảnh tay nữa. Cái này luộc rồi nè con. Dạ. Cái này là ốc hương. Dạ, mọi người ơi, em sẽ review cho mọi người xem nha. Đây là một rổ ốc cô mớm đã mới luộc xong. Ốc chà bá luôn á. Nè đây. Đó, luộc xong rồi cô luộc xong rồi cô để vào cô rửa lại một lần nữa thôi mọi người. Để nó rửa, để vô giờ cái máy này nó hơi lắc. Muối. Xem xem. Cái này là chín rồi. Chồng qua đi. Luộc cái nha con. Dạ. Mọi người ơi, đây là cô mớm đây là trà ốc nha. Mặc dù là đã được chín rồi nhưng mà cô mớm vẫn rửa sạch lại một lần nữa để cho nó thiệt đó, sạch cá. Đó, thấy chưa? Này, luộc xong rồi mà nước cũng đen rồi đó. Đông rửa sạch lại luôn. Rửa là thêm một bước thứ hai nữa nè cả nhà mà. Còn mà nó teo hết. Còn thịt đòi ra luôn. Đây là lỗ ốc hương mới vừa được xong ở cái nhà mà. Cực lắm luôn á. Đổ muối vào. Đây. Thôi. Bây giờ là cô để muối vào rửa thêm lần thứ ba nữa. Cô luyện trong mấy chục năm rồi con, khỏi còn đeo bao cà tay. Con có thấy con sột không? Tại vì cô chài như vậy á, con sợ là đôi khi có những cái miệng ốc á nó cúi vào tay cô á. Nó là bạn của cô rồi. Bạn của cô rồi. Làm bạn cô mấy chục năm rồi. Nè, mọi người ơi, mọi người thấy bàn tay của cô mớm không? Đẹp luôn á. Mớt hết vì nước nè. Chưa rửa đâu, còn ta cái này luộc rồi, cái này chưa có luộc, cái này chưa luộc, cái này luộc rồi nè, con gà, con có một rổ này nè, gà muối nha con, đó. Gà
thử này coi, con rửa tay. Nó nhớt. Nó nhớt ghê luôn á. Mọi người ơi, đây là ốc hương nó luộc rồi mà chưa có chà rửa cho mọi người. Lực ơi nóng quá. Nóng quá mọi người ơi. Ôi rất là nhớt. Có khó rồi. Nãy giờ cô chà rửa tới nước xuống máy thì em cũng để ý luôn á. Con biết là cô năm sáu luôn. Để khi nào nước thì sạch thôi à. Khi nào sạch thôi cô. Tôi không biết tính cơ máy. Khi nào sạch thôi. Cô cho con hỏi lý do vì sao mà cô không đeo bao tay vào để mình chà rửa cô? Con ơi đeo bao tay ở mằng râu lắm. À. Dạ. Nó vướng víu không cô? Nó vướng víu rồi nó cạch chân khó mà. Dạ. Với lại là con nghĩ có thể là khi mình đeo tay á thì mình sẽ không cảm nhận được là ốc lúc nào mà nó còn nhớt hay hết nhớt không cô ạ? Đúng rồi là một. Ví dụ giờ con muốn ba con ốc có nhỏ dài bóc hoài bóc. À cũng khó đó cô ha. Rồi nha con, xong rồi cuối cùng. Quá đẹp. Đây. Đó, cô rửa chừng nào mà nước trong thao nước là phải trắng trong như vậy luôn mọi người nha. Thì cô mới chịu rồi, cô mới để qua cái rổ sạch khác. Bắt đầu cô rửa tiếp cái mẹ khác nè mọi người. Vậy là các bạn biết lý do tại sao cô mới phải rửa bằng tay để cảm nhận được phần nhớt hay không. Đúng rồi, chứ mà con không rửa bằng tay thì con không biết nhớt nó ở đâu. Nó chốn trọng. Quá công phu vô. Thấy không? Đó, đã chưa? Ăn ốc thì nhanh lắm mà sao cái công làm công con rửa cực của cô, cực của cô ha. Con thấy là ăn thì rất là lẹ. Dạ. Cái công của cô là đợi tới nhà mới biết được lẹ hay là lâu. Cô cho con hỏi hôm nay mình mua được bao nhiêu ký ốc cô? Hai hả con? Dạ. 120 ký thôi. 130 ký hả? 120 ký. Dạ. 120 ký. Tăng lên được 120 ký. Dạ. Thường bữa thì cô bán là 100 ký mà hôm nay tăng được 20 ký nha cả nhà mình là 120 ký. Dạ. Không có sức với lại không đủ thời gian làm chú ha. Không đủ thời gian với là sức khỏe. Dạ. Ê, cô có bán được cô chú mừng lắm. Nhưng mà sợ bán được xong rồi thì nhiều quá vậy bắt đầu mang cái bệnh lên. Mang bệnh. Mang cái bệnh lên mình chết nữa. Mang bệnh thêm cũng vậy chú ha. Đau lưng nè, đau lưng nè. Dạ. Dán gì chú? Dán là gì ta? Dán ai? Dạ. Dán của Hồng Kông gì đó. Hình bông. Dạ. 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 Đây, cho mọi người đổ qua cổ dơm kìa. Này mọi người. Cô với chú làm tới đâu là dọn dẹp sạch sẽ kỹ càng ở đó nha cả nhà mình nha. Tự tay chú quét luôn. Quét thì phải có kỹ thuật. Quét kia nó nhanh dữ lắm. Chú nói là quét cũng phải có kỹ thuật như vậy nó mới sạch nha cả nhà mình. Quét đó là nó dân người ta. Có chồng yêu tôi là quét có kỹ thuật. Người ta sợ nhất là rửa trà. Dạ. Dạ. Mặc dù là chú làm rất mệt nhưng mà vẫn nó vui cho mọi người đỡ mệt nữa nè. Khách tới nhà ông trà cũng nước, ông trà thì cũng nước vậy đó. Ông trà cũng có mình chớ rồi, cái trà cũng để này cái gì đó khó tôi nó bỏ. Đây là trước cửa phòng trọ của cô Mớm nè cả nhà mình. Rồi em sẽ đi vào trong, em quay cho mọi người xem tiếp theo nha. Ồ,
Đây là có những cái loại ốc lát mà cô đã vào cho cột sẵn nè cả nhà mình. Cái này cột sẵn. Ủa chú, cái này là mình cột sẵn để mình ra bán hay là? Dạ. Dạ. Không kịp phải không cô, cho nên mình vô sẵn một bọc ở nhà sẵn phải không cô? Chuẩn bị trước. Dạ, như vậy thì ra ngoài đó mình đỡ rối hơn. Đây là thao ốc gạo đã luộc sẵn rồi mọi người nha. Giờ là chuẩn bị vào bọc sẵn thôi. Chứ là mà bán là sẽ chỉ cần đưa cho khách thôi chứ không còn phải xúc như vậy nữa. Thì cũng muốn là sợ là không kịp. Đây là những bao ốc mà cô chú đó vào trong bọc sẵn thôi luôn rồi nè nha. Ủa, có cái bọc này là gắn tên. À mọi người ơi, đây là ốc mà đã có khách đặt rồi đó. Đây là ốc đã có khách đặt rồi nha, cho nên là cô chú để vào trong cái bọc riêng, chú sẽ xe giao cho khách luôn nè. Một cái bếp than ở ngoài là luộc không có kịp cho nên là chú ở trong đây luộc phụ thêm hai nồi nữa nè cả nhà mình. Như vậy thì mới kịp công việc nha cả nhà. Sáng giờ cô ăn được gì chưa? Có ăn gần hộp bánh nước, đi phải đá. Là xong tới giờ luôn hả cô? Tới giờ. Cháu trẻ. Uống đi. Trẻ bao ly cà phê đá. Vậy được rồi, làm cực mà được cháu trẻ bao cho uống nước là được rồi. Quá trời vui. Cực khổ mà có cháu trẻ bao uống nước là quá vui luôn. Chào các con. Không để dám uống đi. Để uống chai trẻ giận à. Để chú mua cho con, không mua cho chú đâu. Đây chai trẻ này mua nè. Chai trẻ mua nó không mua con chai trẻ giận nè. Quay chương trình cảm ơn. Còn mua cà phê đá chú. Các con thấy nhà cô không? Dạ, nhỏ nhưng mà sạch. Nãy con bước vào rồi là đồ đạc đâu đó là gọn gàng, nó sạch sẽ. Nhà cô nó nhỏ mà rất là gọn, mặt tới đâu là cô dẹp đó. Với nhà chầm sớm cho cô rồi qua phủ dùm cho cô. Dạ. Đó, nhiều khi mình nhà cũng đưa từng cà phê báo cho, không ngán. Dạ, thôi, nói chung là cô trả nợ. Bà con xa không bằng láng giềng gần cơ ha. Con gà đứng đây đâu có nhớt đâu. Dạ. Hồi nãy nhớt quá trời. Dạ đúng rồi. Đó. Nhớt nha.
chỉ còn khoảng 2% nhớt thôi, tại vì tính chất cái loại ốc này nó đã nhớt rồi thì không bao giờ mà hết nhớt được. Ốc biển nó gì, nó sạch cát. Dạ đúng rồi, sạch cát. Nó sạch cát. Nhớt thì vẫn còn. Có. Rồi. Mọi người ơi, có rất là nhiều khách hàng biết nhà cô ở đây cho nên là đã tới tận nhà của cô mua ốc luôn nè. Đây, hai chị này là mỗi sáng qua phụ cô mớm ở sớm làm ri nè. Ri nè. Đây là hình ảnh cô chú nợ đang đi ở đợi cho người thiếu nợ. Mỗi sáng đều đặn hàng ngày là qua phụ cô mớm, xong rồi hết việc là mới về. Mà về xong là cứ lẳng lặng đi về thôi. Sau khi mà rửa ốc xong á là những người trong nhà cô mớm là tổng vệ sinh bằng xà bông hết nha cả nhà mình. Tổng vệ sinh cho sạch sẽ luôn nha. Rửa bằng xà bông hết. Dạ. Con thấy không, con đặt qua một đợt rồi cô dội xương xương rồi cô mới thấy ốc da cái khác cô dội rồi, chứ không phải là nhầm quá thì dội bằng đà, bằng đà ốc gạo dội cho sạch sẽ rồi mới giờ ốc khác ra dội tiếp. Bao nhiêu ký ốc con? Rồi. Ơi mọi người, có em trai này là đến tận nhà cô mớm để mua ốc luôn nè. 30 bịch gạo, 20 bịch bu. Đúng rồi, 30 bịch gạo, 20 bịch bu. Là đặt kèm qua đó hả con? Đúng rồi, lấy rồi chăm. Đây sẵn. Đây là 30 gạo, 20 bu. Tổng chiến bao thì không chiến mãi. Nằm trên đây hết. Đúng rồi, chiến này là ngon rồi, không có giờ con lấy nhà xuống các bộ. Mỗi bịch là 15 bịch đó nha. 2 bịch là 30. Bây giờ con chở cái nào trước? Chở chung được hả? Đây là ốc mà khách đã đặt rồi nè cả nhà. Rồi cô chú tặng thêm mấy bịch nữa. Nặng quá hả? Giờ là phải có dây ràng mới được, để cái yên sâu cái mình buộc chất từ từ á. Sao bịch đó được. Dạ đúng rồi. Bây giờ cô chú làm mệt quá, hết đi đừng tính tiền luôn rồi. Cho dây ràng luôn à. Tặng luôn cộng dây ràng luôn. Giờ là chú đang tiếp cho em trai này để ốc lên xe đi chở về nè cả nhà mình. Chú rất là nhiệt tình cả nhà nha. Chú cột mấy cái bịch ốc giùm em trai này luôn nè. Đừng có nóng, cái gì mà mình nóng quá. Cứ từ từ chứ ha. Từ từ thì cái gì nó cũng nhờ. Dạ. Nóng quá là hư đường, hư bột hết. Mọi người ơi, lúc sáng thì hai chủ nợ lại tiếp người mắc nợ. Bây giờ là
bạn thân đi lại là phụ giúp mà không được đồng nào. Bây giờ là người bạn thân có nhiệm vụ là mỗi buổi chiều ra bán phụ thôi. Công việc này cũng rất là nhẹ nhàng. Nãy kêu làm bạn thân thì phải nghe chuyện thôi. Ủa cô là buổi sáng bán cô bán trái cây trên? Bán trái cây mà dâu mối không à? À dạ. Dâu mối đỡ hơn. Dâu mối không à, năm mươi mấy nghìn à? Dạ. Còn à, cấm chuyện nhà với mấy đứa cháu nội nữa, mấy đứa học, năm đứa cháu nội ra. Dữ. Wow, thì lại xe đi bán. Chắc để tắm rửa xong rồi. Ba dâu. Ba dâu, năm cháu nội. Dạ cô cho con hỏi tên cô tên gì cô? Tại vì nhiều khán giả nói muốn hỏi biết tên cô á. Cô tên Thủy. Dạ cô Thủy. Đây là cô Thủy, bạn thân của cô Mớm nha cả nhà. Làm công việc nhà xong là tới phụ liền luôn. Nãy giờ em đứng ở đây rất là lâu nhưng mà không có thấy một bóng dáng con ruồi hết cả nhà nha. Cô chú rất là sạch. Trời ơi, bây giờ là cô chú đã làm xong, giờ cô đi mua cơm cho chú ăn nè. 3 giờ sáng cô dậy. Bây giờ là cô mở mắt hết lên rồi mọi người, cô bơ phờ luôn rồi nè. Cô dậy từ lúc 3 giờ sáng, làm luôn tới 1 giờ trưa, bây giờ cô mới đi mua cơm ăn. Xong rồi cô tranh thủ đưa ra cho bán nè. Cảm ơn nha. Rồi, ba nha. Dạ bye bye, bye con. Cha trẻ, đi cơm mong hai cha trẻ. Dạ thôi ơi, dạ con ăn sáng con no rồi. Dạ cô chú đi ăn cơm đi.